Alo alo, cho nó cho mấy nghe nha. Lão Root Rit cũng chán thì hôm nay chúng ta chơi top những tựa game kinh dị 2023. Game này có tên là Mẹ Bạn. Motherfucker. Dịch ra là mẹ bạn anh em à. U mom. Nghe nói game này ghê gớm lắm. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm mẹ của bạn là con ma ở trong đây nha. Ôi, ý thằng này chết nè. Thằng nào vừa mới giết hết mấy con ma của tao rồi. Ê, cái đây có phải là U Mon không anh em? Rồi còn cái thằng kia sao mà cái con ma gọi là đầu hói này, mày cứ đi theo tao làm gì? Ui, leo được không? Leo hộ cái. Con này đụng trúng mình là mình mất máu nha anh em. Ui, trắng bóc rồi anh em. Con này là ma kem trộn. Đúng, chính xác. Con này chắc chắn là ma kem trộn. Mặt nó trắng bóc à. Không có lông mày nữa chứ. Xấu giả ma còn bè son môi nữa chứ. Ma này bị đê anh em ơi. Bóng, nó đuối. Xung quanh đây á, mình chơi mình... Hết hồn mày. Mình tưởng thằng này là con ma anh em. Thì ra là con mèo béo. Ồ, đây không lẽ là con ma anh em. Chính xác, đây mình nghĩ đây là nhân vật chính nè. Con này nó có thể di chuyển nè. Mẹ của bạn đây rồi. Bạn có một chân thế này, một chân một tay anh em à. Mình nghĩ con ma này nó là một cái trí tưởng tượng của những thằng admin nào đó thôi. Đấy các bạn thấy không? Mà trông nó mắc cười quá anh em ơi. Mình thử lại cho nó cắn rồi mình chết nhá. Cái con này tính ra mẹ của bạn hiền nhá. Mình đứng trên đầu của mẹ bạn, đứng trên đầu con ma này nó chả xin nhê đấy. Nha này hình như là nó không làm gì. Ui, nó biết bơi anh em ơi. Mình đang cởi trên người đó nè. Có cái gì đâu. Ui, game này chả sợ gì hà anh em. Nó cứ nhảy từng. Ui, mình đã gọi là chinh phục con ma rồi anh em ơi. Mình chinh phục cái con gọi là mẹ bạn rồi. Ôi, mẹ bạn của gì. Con này không mất máu nhá. Con này xác nhận là không có gây hại cho sức khỏe. Trời ơi, tôi tưởng YouTuber tôi là tôi hết thời nhưng mà vẫn có nhiều anh em nhận ra nha. Vẫn có nhiều anh em nhận ra mình nha anh em. Trời ơi, cho xin dấu răng màu mông ấy coi. Chuột. Đấy, cho mỗi thằng một cái chữ ký. U mom ở đâu? Không biết là cái con U mom đó có đúng là U mom không mà sao nó không gây cái tác hại gì hết. Tất cả con ma trong đây đều chết sạch anh em. Mình có thể đi qua. What? Nó chết nhưng mà mình dặm vô thân thể của mấy con ma này mình vẫn chết nha anh em. Có điểm nha. Mình thấy là hơi gọi là game hơi nguy hiểm rồi đó. Nguy hiểm thì 1/10 nhưng mà độ sàm thì là 10/10. Con ma này nó bị gì rồi nè anh em? Thằng nào nó cho nó vào cái góc kẹt này rồi. Ui giời, lại hung con ma nè. Chốt. Ồ, tính ra là cái con U mom này anh em coi nè. Nó có 6 múi lên trời. Nó còn cơ bắp hơn cả mình nữa. Anh em coi nè. Cái thằng này còn nhảy đấy anh em. Chọc U mom nha. Ôi trời, tưởng cái tựa game gì. Anh em đồn thổi ghê. Ê, trên kia có một ngôi nhà anh em. Chúng ta thử lên tham quan ngôi nhà đó, thử coi ngôi nhà này có cái gì ha. Hy vọng ngôi nhà này chúng ta sẽ tìm được cái gì con ma nào hay trong đây. Không có con ma nào cả anh em à. Ui, ngọn lửa. Nhà này thì rất là tối anh em. Ngoài ngọn lửa ra, lên giường không? Ê, đứng nào lên nha. Ê, bạn trai không lên giường chung gì. Trai không? Ngồi xuống đây. Chú, mình bây giờ chắc mình cũng tầm ba mấy tuổi rồi. Thì mấy anh niên này chắc là còn nhỏ rồi. Thôi ngồi xuống đây, chú sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một ngôi làng nọ, có một trong một ngôi làng nọ thì có một ngôi nhà nhỏ có bốn thằng gay ở chung. Quên ba thằng nuôi một con mèo nó béo hơn cả người mình luôn.
Thôi được rồi, hôm nay review một cái tựa game đến đây thôi. Game này thì mình thấy là nếu anh nên là chế đâu chứ chả có sợ sệt cái gì cả. Chơi cho vui thôi anh em ạ. Anh em thích cho mình một like, share, đăng ký nha. Rồi sau chúng ta sẽ đi review những cái tựa game hay và hài hước hơn. Anh em nhớ comment phía bên dưới nha, mình sẽ review hết. Còn giờ bye bye nha. Thơm mọi người cái nè. Bye bye.